Ủa rồi sao anh không xử lý cho em dài hả? Bắt em đợi hoài 5 tiếng đồng hồ rồi. Nó do anh mà. Là sao do em được, bây giờ anh xử lý cho em về đi chứ anh lập biên bản về anh. Lại đi, à, không, bây giờ em không có đi. Nhưng mà anh, đó anh đó. Vậy thôi bây giờ á, anh lập nãy giờ biên bản em gì á, anh giao cho em đi. Rồi em đi về chứ mà giờ em đợi hết nổi rồi. 5 tiếng đồng hồ rồi. Thì chưa xong rồi. Nhưng mà bây giờ em đợi không nổi nữa, em đi về đó anh giải quyết. Tôi đã nói anh hết rồi, anh hiểu ý đúng không? Thì chờ lát tới giờ tôi sẽ lại lập bài tiếp ha. Dạ mà giờ đợi tới chừng nào? Chứ mà 9 giờ sáng tới 14 giờ 26 phút rồi nè, 5 tiếng rưỡi rồi. Đợi tới khi nào mà thực hiện lập được cho anh ha, làm đúng theo quy định cho anh. Là làm đúng là anh muốn làm sao? Là anh đi về trên trạm để kiểm dịch. Không, nhưng mà em không về trạm, anh xử lý tại chỗ cho em. Thì là em tôi lập bản ngoài đó. À, bây giờ anh giữ giấy tờ anh không đưa ra biên bản cho em đúng không? Không xử lý cho em vậy chứ 5 tiếng đồng hồ em phải về nghỉ ngơi rồi mới ăn cơm nước được chứ. Chứ mà xử lý gì mà 9 giờ sáng 10 con gà. 10 con gà mà xử lý từ 9 giờ sáng tới 2 giờ rưỡi chiều. Anh Nguyễn anh, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn 289365 với anh Nguyễn Trọng Thủy kiểm dịch viên. Kiểm dịch em đi chợ mua 10 con gà về nấu đám giỗ mà 9 giờ tới giờ rồi, 2 giờ mấy chiều rồi mà chưa xử lý em xong nữa. Bây giờ em kêu giờ bắt em phải đi di chuyển 30 km về trạm kiểm dịch Hóc Môn lập biên bản rồi không đưa biên bản cho em, giữ giấy tờ em cũng không đưa biên bản cho em luôn. Không ơi, bây giờ em đi về chứ em không có đợi nữa, mà bây giờ anh đưa biên bản cho em đi để em đi về, còn không em về à. Anh giữ xe giữ gà vậy phải không? Đi quyền công dân của em đó. Còn ở đây đúng lực lượng chức năng mà giờ em tay cầu em... ông đem đi kiểm dịch đâu chắc hành cái đúng nửa tiếng, bây giờ nửa tiếng lại tôi ghi biên bản ghi nhận tiếp. Không được mà bây giờ anh, của tôi ơi. Em không có đi được, đi 30 km mà. Chứ em đi cái gì khác nhau. Bây giờ đó, anh giữ gì đó anh giữ đi rồi đưa giấy biên bản cho em. Bây giờ em không về kiểm dịch anh lập biên bản không đi đi, anh đưa cho em để em đi về. Còn anh giữ xe giữ gà anh giữ đi chứ mà không lẽ ngồi đây anh đợi em hoài anh hoài sao? Nè, tôi đứng lên trao đổi anh lập một lần nữa ha. Rồi tức là tôi đề nghị anh đi thực hiện kiểm dịch lại, tôi đã xử lý về hành chánh đúng không, đề nghị anh đi thực hiện kiểm dịch lại. Trời anh ơi, không đi anh không chấp hành mà. Thì anh kéo dài thời gian không chấp hành. Còn tài sản của anh lô rồi. Gà là của anh, tôi không có trách nhiệm để giữ. Anh đừng kêu nhưng mà anh trách nhiệm xử lý cho em đi về đi chứ. Tôi anh lập xử lý biên bản mà anh không chấp hành. Thí dụ anh em chính không chấp anh hành đang không chấp hành được chưa? Bây giờ em anh không chấp hành nè. Bây giờ là anh lập biên tiếng là tôi sẽ lại lập bản tiếp, đề nghị anh đi thực hiện. Anh lập từ anh lập từ 9 giờ sáng giờ tới bây giờ 2 giờ mấy rồi. Nữa thì không có nói chuyện nữa ha. Chừng nào anh thực hiện. Bây giờ nè em anh nói em không chấp hành thì anh lập biên bản không chấp hành cho em đi. Rồi em đi về. Thì tôi cũng không chấp hành đó, bây giờ đang chờ quận ra nữa. Chờ quận nữa hả? Chờ tới thôi em đi về nha. Không có chờ đâu. 5 tiếng đồng hồ rồi, em mới đi về chứ rồi có gì mình lên mình làm việc sao? Đó bây giờ giờ em hỏi nè, anh giải quyết cho em không? 9 giờ sáng tới giờ rồi. Rồi 10 con gà 9 giờ sáng tới giờ không giải quyết cho em về chứ. Dù em không chấp hành thì anh cứ lập biên bản em không chấp hành đi. Rồi em đi về giữ giấy tờ biên bản tạm giữ đi. Để em còn đi về nữa chứ trời. Rồi bỏ đi rồi mọi người ơi. Em khổ quá mà. Gà của em chết 5 con rồi. Nóng 38 độ, 40 độ. Bây giờ không giải quyết thì em đi về à. Chứ em không có đợi nó đâu, 5 tiếng rồi, 5 tiếng rưỡi rồi. Đi chợ mua 10 con gà về làm đám giỗ. Ông giao thông này nè, ông bắt ông kia kêu kiểm tra giấy tờ rồi sao ông thấy gà đó, cái mới kêu thú y 10 con gà mua về làm đám giỗ. Ông kêu thú y lại thì mình sai đâu, mình chịu đó đúng không? Thì mình giờ không có kiểm dịch gì, ông đòi giấy kiểm dịch mua chợ ngoài chợ về giấy kiểm dịch đâu ra chợ kiểm dịch hết thú y không? Hả?
Rồi từ 9 giờ sáng tới giờ đó. Rồi ông bắt rồi đứng đợi nè. Xe nào? Nè, xe này nè. Đó 10 con gà ở chổng chết hết 5 con, trời nóng 40 độ mà. Từ hồi 9 giờ sáng tới giờ 2 giờ rưỡi chiều rồi nè. Đó mình chơi vậy đó. Rồi lập biên bản giữ giấy tờ rồi không đưa gì chân, không cho gì đưa biên bản. Vợ nói mình không chấp hành, kêu lập biên bản không chấp hành đi rồi cho mình đi về luôn. Cũng không chịu luôn. Nghe không? Cho tiền không có cho dân tiền đâu cho. 9 giờ tới giờ à, ai mà xử lý 9 giờ tới 2 rưỡi không, 10 con gà không cho đi về luôn, không làm gì đó không làm. Rồi sao anh, em đi về nha, còn anh không giấy tờ em anh giữ nha, giấy kiểm định nè, rồi bằng lái nè, chặt về xe nè, chứng minh thư nè, là anh giữ hết đó nha. Xíu em điện không, tại em đang ngoài đường, điện thoại hết đi là anh. Rồi em chết 5 con nha, anh giữ xe em, 9 giờ sáng, 2 giờ rưỡi chiều. Nhân viên T02-09-068 111-001-20946. Số gì quá trời số vậy. Mấy ảnh nói cứ nửa tiếng đợi gà chết, nửa tiếng mấy ảnh lại lập biên bản sự việc một lần. Mà ta lập cách 5 lần rồi không chịu giải quyết, nó mình không chấp hành mà kêu kêu lập biên bản không chấp hành cho mình đi về luôn, cũng không chịu nữa, kêu phải chạy đi Hóc Môn, không chạy thì đợi hoài. Hóc Môn 30 cây đó, ai mà chạy. Gọi điện thoại hoài luôn, sáng giờ gọi điện thoại xin ý kiến gì chỉ đạo rồi đợi rồi lập biên bản sự việc. 9 giờ tới 2 giờ rưỡi rồi gà mới chết 5 con rồi. Nãy gọi cho anh Trúc anh kêu bây giờ quay livestream lại, lập không lập thì đi về. Chứ không có ai đâu mà đợi 5 tiếng đồng hồ. Rồi sao anh xử lý làm sao, không xử lý anh về à. Đó bây giờ là 14 giờ 34 phút, đó đợi tới 14 giờ 40 không xử lý thì mình về luôn. Đói bụng quá trời rồi, 4 giờ sáng tới giờ đi chợ. Nãy có một chị đội phó kiểm dịch gì á, chỉ lại dòm dòm cái bây giờ đi đâu mất tiêu nữa rồi, kêu xử lý cũng xử lý luôn. Rồi anh lập biên, nãy giờ lập biên bản tạm giữ gì đó đưa cho em đi, rồi em đi về rồi anh muốn xử lý gì đó anh xử lý đi. Sai đâu em chịu đó chứ có gì đâu. 5 tiếng rồi. Trời nè, trời nắng 40 độ C mọi người ơi. Gà nó chết hết 5 con, không biết giờ chết thêm con nào chưa nữa. Hai
anh là một anh là cảnh sát giao thông Chợ Lớn với một anh thú y liên quận Nguyễn Trọng Thủy, chi cục chăn nuôi và thú y thành phố Hồ Chí Minh, phòng thanh tra pháp chế. Anh thượng úy Nguyễn Anh Tuấn 289365 đội cảnh sát giao thông Chợ Lớn. Rồi thôi trễ quá em về nha, anh không xử lý em về à. Tôi nói rồi tài sản của anh đó, anh muốn lấy cái chuyện của anh mà. Mà bây giờ anh giữ giấy tờ của em thì anh là đưa cái biên bản tạm giữ đó cho em đi rồi em đi về. Tôi chỉ nói là vụ việc để giữ cho xong không? Đang hướng dẫn anh. Xong bây giờ 5 tiếng đồng hồ không xong nữa, ai đâu mà đợi. Từ 9 giờ sáng tới giờ. Ở đây cho anh em đếm gà tôi làm tiếp một cái biên bản. Bây giờ anh giải quyết. Bây giờ anh nói em không chấp hành gì đó thì anh lập biên bản không chấp hành đi. Rồi sai đâu em đóng phạt đó, rồi em đưa biên bản cho em đi về em đóng phạt chứ. Mà cứ bắt em đợi hoài sao em đợi được. Nó 9 giờ sáng đợi tới bây giờ là 2 giờ 37, 14 giờ 37 phút rồi nè. Gà để trong xe 10 con chết hết 5 con rồi, nóng vậy chịu gì nổi. Đi chợ giờ nấu đám giỗ 12 giờ cúng mà bắt từ 9 giờ tới bây giờ luôn mà không xử lý cho mình đi về. Giờ 2 giờ mấy rồi. Sai em chịu chứ em đâu có chống đối với anh đâu đúng không? Bây giờ á anh kêu anh chạy 30 cây anh chạy không nổi. Thì anh lập biên bản cho em sao đi để em đi về chứ gà xe gì anh muốn thu giữ gì đó. Lập biên bản đi em đi về. Chứ ai đâu mà ngồi đợi hoài 5 tiếng hồ còn nhây hoài sao được. Với lại chị nói công an phường rồi đâu sợ đi vậy. Bây giờ kêu công an phường với chị gì nãy lại đó, hết giao thông rồi thú y bây giờ kêu công an phường. Quả chạy đậu quá. Liếp thì sắp đổi tiếng rồi. Đó, mình sai mình chịu chứ không phải mình sai mình chống đối hay gì kia đâu. Kêu lập biên bản để cho mình đi về giải quyết cho nhanh. 9 giờ tới giờ 5 tiếng đồng hồ anh xử lý 10 con gà. Em chở đi chợ 10 con gà về em nấu đám giỗ. Mà mấy anh này anh bắt lại anh nói không có kiểm dịch thú y gì đó rồi xe không phải xe chuyên dụng. Không có chở gà là không đảm bảo vệ sinh thú y đó bắt em thì em kêu đó bây giờ bắt thì tịch thu gà hay là gì đó anh muốn làm gì anh làm không chịu đó bắt em đợi rồi gà của em trời nóng quá để em xe nó chết cái chết con nào cái em lập biên bản sự việc con đó rồi cán bộ thì em có nói chuyện tào lao nãy giờ em có nói đây. Gì du khống anh không anh nói đúng sự quy định như vậy tôi làm đúng trình tự thủ tục của tôi cảm thấy tôi làm sai đâu thua thủ tục của anh rồi mà chuyện của tôi 10 con gà 5 tiếng hồ mà ai mà đợi giờ tôi ép tải anh đi kiểm dịch tại tôi đi không em không có đi bây giờ đúng nửa tiếng em yêu cầu anh là lập biên bản ví dụ anh nói em chống đối thì anh lập biên bản chống đối cho em đi chứ mà đi từ đây lên Hóc Môn ba anh Vinh đâu xử lý 5 tiếng rưỡi hồ rồi không xong nữa thua luôn anh thấy anh nói phải không ví dụ mình sai đâu mình chịu đó mình chấp nhận đóng phạt mà tạm giữ cho mình cho tạm giữ niêm phong xe cẩu xe gì đó mình chịu luôn chứ phải mình chống đối chỉnh đàng hoàng rồi kiểm tra giấy tờ rồi mình lấy giấy tờ ai đâu mà gặp mà chạy không chạy cái bắt đợi tới giờ nãy giờ lập hơn gần chục cái biên bản ký mỏi tay luôn á mà không đưa biên bản cho mình đi về ngộ vậy xử lý gì ngộ vậy trời gà chết 5 con luôn để trong xe nóng quá chịu đâu có nổi đâu có ngợp á người ta còn chết nó đừng nói gà đó thằng nhỏ gì đợt bỏ quên trong xe buýt đó bé Long gì đó nó để sáng tới chiều nó chết ngắt đó nói chi chi tới gà bây giờ giữ em tới 9 giờ tới giờ luôn em đợi hoài luôn đó bụng chết luôn nhá. Mình chấp hành chứ bộ sai đâu mình chịu đó mình đi đóng phạt đàng hoàng nó cứ lập biên bản giao cho mình đi đóng phạt
chứ không phải mình chống đối này kia, mình lương lẹo gì đâu, đúng không? Ví dụ giờ nói mình không chấp hành là phiên bản không chấp hành cũng được nữa. Đó, rồi mình đi đóng phạt thôi, chứ kêu chạy lên trển ai mà chạy lên nổi mấy chục cây số. Giờ kêu niêm phong xe, cẩu xe luôn, giữ xe luôn cũng được, nó giữ gà giữ xe gì đó giữ đi, nó đưa cho mình tờ giấy mình đi về thôi, để mình mới mốt mình biết đường đi đóng phạt cũng chịu luôn, lập biên bản xong thì giữ biên bản luôn, không đưa luôn, giấy tờ cũng giữ luôn, không trả lại luôn, kiểm định kẹt quẹt bằng lái chứng minh gì giữ chân bắt đời trời. Thôi em đi về nha. Nãy giờ anh lập biên bản em về anh đưa em đi rồi. Có rảnh đâu mà tại xử lý hoài. Bây giờ 5 tiếng đồng hồ rồi. Sai đâu á, ông đi kiện ở đó đi. Thì thôi. Em sai đâu em chịu đó đúng không? Anh đưa lập biên bản cho em đi về chứ em đâu có đợi hoài được 5 tiếng đồng hồ rồi chứ, con người ta gà con xe em chết trơn rồi. Đó, bây giờ á, thí dụ bây giờ đó, anh lập biên bản cho em đi, không bây giờ mình coi nó không hợp tác nữa. Giờ tôi đề nghị anh kiểm tra đi, lập bản tiếp nè. 5 tiếng đồng hồ rồi em không hợp tác luôn á, lập biên bản cho em đi. Chứ em đi về đó. Bây giờ giấy tờ của em anh giữ nha. Kêu lại mở lại coi. Bây giờ tôi không mở nữa. Bây giờ không có mở gì, mở hoài ai đâu mà nghe mấy ông hành hoài. Giờ không được thiện luôn. Lập biên bản chống đối gì cho em luôn đi. Rồi anh mới anh kiểm tra đi. À, không kiểm tra hết trơn á. Mệt quá rồi. Kiểm hết nổi rồi. Không. Rồi không em cứ đứng đó. Tôi đi về, tôi không đứng đó. Giờ giấy tờ tôi anh giữ nha, nói trước đó nha. Nó quay lại hết rồi. Còn không á thì tôi đi về á chứ ai đâu mà đợi hoài. 5 tiếng mấy rồi mọi người ơi. Dạ hỏi lần cuối thôi anh đưa biên bản gì không? Để em đi về. Còn không thì em đi về đó, anh giữ em giữ. Để tôi thực hiện cái tôi không có chấp hành nữa. Thì sáng giờ mở trăm mấy chục lần thôi. Mở gì mở hoài bắt em mở cửa xe. Mở ra mở vô. Để tôi làm biên bản ghi nhận xin nha. Lập nãy giờ gì đưa em đi rồi em đi về. Không có kiểm gì nữa cho mệt quá, kiểm sáng giờ kiểm hoài, có nhiêu đó kiểm hoài, ai đâu mà ngồi mấy anh diễn hoài. Diễn gì, công việc tôi làm. Rồi, công việc của anh gì đâu mà công việc gì đâu mà 5 tiếng đồng hồ rồi anh cứ kêu mở cửa kiểm tra không. Kiểm tra lần. Rồi bây giờ lập biên bản. Giờ anh đậu đây tôi đề nghị anh đi thực hiện, anh không đi thì tôi phải phục vụ anh. Bây giờ anh có mở ra để tôi kiểm tra không? Không. Kiểm rồi không kiểm tra thì đó do anh. Kiểm từ 9 giờ sáng tới giờ kiểm trăm mấy chục lần rồi. Phải kiểm lần đâu mà kiểm hoài, cứ bắt mở xe mở cửa ra kiểm rồi kiểm xong rồi cái bắt đợi đợi rồi mở cửa ra kiểm đó. Bây giờ anh không đưa cho em đi về đó, giấy tờ của em anh giữ đó nha. Không giờ về, giờ tôi đi về. Ai đâu để hoài. Nè mọi người thấy không mọi người? Cản xe lại không cho về nè mọi người. Bây giờ làm sao? Có giải quyết không? Giờ giải quyết đi cho em về anh ơi. Được kiểm tra tình trạng vệ sinh đối luôn à. Đó bây giờ chặn xe lại không cho mình về nè. Bỏ chạy 5 tiếng đồng hồ ai tôi không bỏ chạy ngang.
anh không giải quyết cho tôi đi về chứ tôi không bỏ chạy nha. Anh mở cửa để tôi kiểm tra trạng về xe túi yêu hàng. 5 tiếng đồng hồ rồi. Lại. 5 tiếng đồng hồ rồi, bây giờ em đi em mệt quá em đi về đó em bỏ chạy nè anh Quân ơi. Tôi yêu cầu anh xuống xe mở cửa để thực hiện kiểm dịch lại. Để rồi bây giờ tôi hỏi anh nè, anh kiểm cái gì nữa? Anh nói rõ ràng đi. Tôi kiểm tra tình trạng lô hàng của anh hiện tại đang chết không có nhân. Rồi. Trên xe mà chết không có nhân mà kiểm tra không cho bỏ chạy. Ê, tôi không có nín chính lại là tôi không có bỏ chạy nha. Má. Dĩ mày ha. Ôi, bây giờ 5 tiếng đồng hồ rồi mà không hợp tác vậy. Tôi đề nghị anh mở ra tôi kiểm tra xe túi hoàng. Bây giờ tôi không chấp hành luôn, tôi không mở nữa. Rồi. Nó là biên bản tôi về đi chứ 5 tiếng đồng hồ rồi. Từ sáng giờ rồi bắt mà mở ra đóng vô biết bao nhiêu lần rồi mà kiểm tra gì mà kiểm hoài vậy. Tôi không đâu mà ngồi đứng kiểm hoài. Bây giờ tôi nhắc lại một lần nữa, trong số gà anh có chết không rõ nguyên nhân cho nên buộc phải kiểm tra theo quy định. Rồi đó, bây giờ tôi không chấp hành nó lập biên bản lẹ đi cho về đi, mệt quá. Bây giờ lái xe về cũng không cho về luôn nè. Tức là anh nói anh không chấp hành đúng không? Anh không chấp hành những quy định của anh ta. Tôi không phải không chấp hành quy định mà sai đâu, tôi chịu đó. Bây giờ tôi hướng dẫn anh mở cửa ra để đó. Kiểm tra những con gà rồi, kiểm tra phải không? Cho ông kiểm tra thêm lần nữa nha, không được tôi về đó nha. Đó, kiểm đi. Rồi anh vô coi. Không có vô nữa, ông muốn kiểm gì ông kiểm đi chứ tôi mệt quá rồi. 5 tiếng đồng hồ rồi. Anh kiểm tra. Từ 9 giờ sáng tới bây giờ. Đụng vô anh nói gì sao? À, nói không? Nói gì anh nói đi 2-3 giờ đồng hồ, 3 giờ rồi nè. 9 giờ sáng tới 3 giờ rồi nè mọi người. Mà có 10 con gà em đi chợ về em nấu đám giỗ đó. Rồi đó 9 giờ sáng tới 3 giờ chiều đó, xử lý em kiểu gì đó. Kiểm tra rồi. Rồi anh muốn kiểm tra gì anh kiểm. Rồi. Xe để chở về để quán. Rồi anh muốn nói gì đó anh nói đi. Anh muốn nói gì đó anh nói đi. Đó, bây giờ nhà tôi đám giỗ thì tôi nói gì đám giỗ, anh muốn nói gì anh nói. Có quán cho đó rồi. Có hình chụp về tới quán rồi. Rồi anh muốn làm gì anh làm. Ủa bộ quán không được quyền đám giỗ hả? Không cho tôi đám giỗ hả? Nhà em bán quán nước mọi người ơi. Quán cơm quán nước. Mà cho người ta thuê, cho người ta thuê người ta bán chứ không phải nhà em bán. Tôi không dám nói nha anh kiểm tra anh kiểm tra đây nè anh mức tăng nặng anh kiểm tra tôi cho anh kiểm tra rồi đó. Nói giờ nói em chống đối nè mọi người, lấy xe công vụ chặn em, chặn đầu xe không cho em đi mà bắt em nói em chống đối nữa. Rồi làm gì làm đẻ đi anh ơi, em về sáng giờ rồi 9 giờ tới giờ mà xử lý gì mà ấn ăn vậy. À, kêu công an lại nữa nè mọi người. Đó, bây giờ em về cũng không cho về luôn. Rồi bây giờ không cho tôi đi, không cho xe đi rồi tôi đi bộ về nha. Giao lại cho mấy anh đó, mấy anh chặn xe tôi rồi mấy anh giữ xe tôi đi ngang. Đó, không có mở gì nữa, mãi nãy mở hoài vậy. Đó bây giờ tôi đi về đó, mấy anh làm gì làm đi, mệt quá. Về luôn mọi người ơi, chứ mà 9 giờ sáng tới bây giờ rồi, 2-3 giờ chiều rồi. Bắt mở xe, mở ra, mở vô kiểm hoài.
má 10 con gà. 10 con gà ta tới giờ luôn. Bắt em mở cửa ra cho kiểm tra. Em kiểm tra xong rồi em đóng cửa lại, bắt em mở ra cho kiểm tra. Rồi xong rồi đóng lại bắt mở kiểm tra. Sáng giờ 9 giờ tới bây giờ là 9 giờ sáng tới bây giờ là 14 giờ 54 rồi, 3 giờ chiều rồi, 6 tiếng đồng hồ rồi. Đó bây giờ kêu em kêu lập biên bản cho em. Lập biên bản cho em giữ xe, giữ gà gì đó giữ đi rồi đưa biên bản cho em đi về cũng không chịu nữa. Rồi bắt em đợi, rồi bắt em chạy lên Hóc Môn 30 cây để kiểm dịch. Em kêu làm tại xử lý tại chỗ không chịu, bắt em đợi hoài luôn. Bây giờ em đi về thì nói em chống đối. Lấy xe công vụ chặn xe em lại không cho em về, rồi em xuống xe nói em chống đối. Rồi sao anh hướng giải quyết làm sao anh? Lẹ đi cho em đi về chứ, 9 giờ sáng tới giờ em về ăn cơm nước gì nữa chứ. Trời ơi, chờ 9 giờ sáng tới giờ 5 tiếng đồng hồ, 6 tiếng đồng hồ rồi. Thú y cái gì mà thú y? Bây giờ anh lập biên bản cho em đi về đi mà. Anh giải quyết gì 10 con gà mà tới giờ 5 tiếng đồng hồ rồi, 6 tiếng đồng hồ rồi. Đâu phải em không em chống đối gì đâu, em chấp hành đàng hoàng. Đó em sai đâu em chịu đó. Anh lập biên bản cho em. Đó anh muốn giữ gì đó anh giữ. Xe của em anh muốn giữ thì anh giữ. Còn bây giờ em mệt quá em không lên Hóc Môn được, em đề nghị xử lý tại chỗ. Rồi anh muốn giữ gì anh giữ, anh đưa biên bản cho em. Mà em đề nghị vậy từ sáng tới giờ luôn. Anh cứ bắt em mở cửa ra, anh giờ mình chụp hình, xong rồi đóng lại kiểm tra. Em đóng lại cái anh hỏi lại anh bắt mở cửa ra cho anh coi. Đó từ sáng tới giờ vậy luôn, em có quay lại hết trơn nè chứ không phải quay. Em phát trực tiếp hết. Đúng rồi. Mà bây giờ cái hướng với anh giải quyết sao cho em đi chứ, mà bây giờ không lẽ giờ em đợi hoài vậy? Thẩm quyền là bên thú y, còn anh là bên giao thông. Rồi vậy anh đứng đây làm gì? Quyền phối hợp. Rồi phối hợp làm sao chứ, giải quyết cho em sao chứ? Ngoài ra gì thú y là tụi anh không có thẩm quyền. Rồi phải không? Bây giờ thú y người ta yêu cầu là đem lên cái trung tâm giám định ở trên Hóc Môn mới có máy móc đầy đủ. Đó kêu em chạy 30 cây mà em chạy không nổi. Vậy thôi. Đó mà từ sáng giờ. Không đủ máy móc thiết bị. Tháo hết ghế rồi để đồ. Làm gì tháo ghế thôi, làm tháo hết ghế. Rồi đó bây giờ thí dụ giờ sai đâu em đóng phạt đó thôi, cứ lập biên bản cho em. Giữ xe em cũng được, cẩu xe cũng được, đúng không? Để em có đi dạy em còn cơm nước tắm rửa, 9 giờ sáng tới giờ em đói muốn xỉu rồi, chưa ăn gì hết nè. Rồi gà để trong xe từ sáng giờ nóng nó chết 38 độ đó, thằng bé Long gì ở ngoài trường quốc tế đó, bỏ trong xe sáng tới chiều nó chết không đó. Bây giờ gà của em nó chích ngắt hết 5 con rồi, có mỗi con hồi cái mở ra kiểm tra đóng lại. Kiếm một phương tiện nào đó cho nó. Đó phương tiện của em đó, em đúng chở rồi. Xe máy em sợ chở xe máy nguy hiểm nó gì gà, em mới bỏ xe hai. Nói chuyện gà đó em sợ chở con gà mà bằng xe máy nguy hiểm tính mạng mình. Tai nạn đồ rồi sao đúng không? Đúng rồi. Đó giờ chở xe hơi có gì sai không? Sai thì lập biên bản cho em đóng phạt. Lập bản hết rồi đó. Đó lập biên bản xong đưa biên bản cho em để em đi về. Thú y ta lập hết chứ mày. Mà từ 9 giờ sáng cho tới giờ là 3 giờ chiều không? Đúng rồi. Đó, xử lý vậy đó, mà xử lý gì 10 con gà mà xử lý gì kỳ vậy? Đâu phải em không chấp hành đâu, rồi đúng xong rồi bây giờ em gà muốn... mà giả sử mà ba cái dịch cúm mà em chở về là chết. Đó bây giờ. Chết đúng không em? Đúng rồi, nhưng mà bây giờ dịch cúm gà rồi mà chở vô Sài Gòn là chết. Em không chở Sài Gòn, em mua tưởng mà chở mua về đám dỗ. Dạ em đám dỗ. Còn thí dụ em sai. Nó lây cả cộng đồng chứ không phải một mình em. Thí dụ em sai đâu. Em sai đâu em thì nói như em vậy rồi giả sử mà nó cúm rồi nó lây cả cộng đồng em chịu nổi không? Bởi vậy đó, em mới sợ đó, em bỏ trong đó. Xe hơi nè, em đâu có để ra ngoài. Em nói thì em nói gì cá nhân của em nói thôi. Bởi vậy cả cộng đồng còn, của người ta còn, nói còn thí dụ em sai đi thì lập biên bản cho em đi về. Em sai thì lập biên bản cho em đi về chứ xử lý mà anh muốn giữ tạm giữ tiêu hủy hay là giữ xe gì đó. Xe ô tô con mà em chở gà trong đó mà. Em chấp nhận em đóng phạt mà chứ phải em chống đối gì đâu. Mà bắt em 9 giờ sáng tới bây giờ nè mọi người ơi. Đó. 14 giờ 58 phút rồi nè, ngày 4 tháng 11 nè. Thứ tư nè, 2020 nè. Đồng chí Trần Minh Hòa, Thượng Quý 287088. Nó không xử lý giờ thí dụ
giờ thí dụ lập biên bản gì đó rồi cẩu xe giữ xe rồi cho em về, chứ em đâu có chống đối gì đâu. Mà không chịu đưa cho em tờ giấy để em về, còn em đi về chặn em lại. Mà 9 giờ tới bây giờ bắt em đợi là đợi cái gì, em cũng biết đợi gì luôn đó. Nó đợi chứ đợi thấy bây giờ không biết đợi gì luôn, có tay chứ ai đâu xử lý kỳ cục vậy. Mình đâu có chống đối gì đâu. Bây giờ anh lập biên bản gì, ai lập biên bản gì của em thì đưa giấy tờ biên bản gì cho em đi về chứ. Giữ xe giữ cậu gì đó em cho giữ luôn chứ. em đâu có chống đối gì đâu. Dạ em chỉ muốn đi về nhà nghỉ ngơi thôi, quyền công dân của em mà. Đó nãy anh đó anh cũng nói đó là cái quyền công dân của em á, em muốn về thì em về đi. Đó em về anh không cho em về, anh nói em chống đối. Nói gì đâu mà ngược ngạo, rồi 9 giờ tới giờ bắt em đợi hoài đâu, ai mà đâu không đâu mà đợi. Xử lý có 10 con gà. Em phải chống đối gì đâu, sai rồi em phạt, đóng phạt cái đó em chịu đó. Vô đây nó dịch cúm cái là coi như xong luôn. Đó em muốn mà chợ vậy, ví dụ em sai đâu thì nó xử lý lập biên bản em đi, tịch thu tiêu hủy cẩu xe em gì đó em chịu chứ bộ. Em đâu nó không chịu tiếng nào đâu. Em chỉ muốn về em nghỉ ngơi thôi. Bây giờ 9 giờ rồi mà xử lý tới 3 giờ chiều rồi, 9 giờ sáng tới 3 giờ chiều không xong. 6 tiếng đồng hồ rồi. Ai xử lý mà thế của dân mà bao nhiêu đây người nè. Từ 9 giờ sáng tới tới 3 giờ chiều mà xử lý không xong 10 con gà nữa. Nó làm việc vậy đó mà lãnh lương. À thêm bà này là phó phòng thú y gì nè. Đó. Rồi sao anh giải quyết sao cho em về chứ bây giờ. À, em giờ đi rồi nói em chống đối. Nè tôi làm hồ sơ nè. Nãy giờ em mở cửa nhiêu lần. Bây giờ mở cửa đi tôi đề nghị tôi làm gì sao tôi nhận lại cái. Em chấp hành từ hồi sáng tới giờ rồi sao không giải quyết cho em. Kiểm thì kiểm đi. Bây giờ thí dụ nói em chống đối gì lập biên bản em nói em chống đối cũng được đó. Đó. Kiểm gì em kiểm đi. Cái gì đâu. Thì em quay lại làm bằng chứng thôi chứ là. Anh kiểm tra đi chứ không kiểm tra mệt quá. Đó là nhiệm vụ của anh kiểm đi. Chứ em không có đủ sức khỏe để em kiểm nữa. Hàng này là của anh. Rồi. Anh không kiểm tra là do anh. Rồi. Nha. Em giờ em 5 tiếng hồ rồi. Từ 9 giờ sáng tới giờ em đủ sức khỏe nữa, anh cứ hành em hoài bắt em mở ra. Bây giờ tao yêu cầu anh có làm hay không nè. Làm từ sáng tới giờ rồi. Bây giờ người ta yêu cầu cái gì? Bây giờ đó kiểm tra là anh muốn kiểm gì đó, anh kiểm đi. Mỗi lần tao làm bản anh có ký không? Làm gì không có. Thì bây giờ tao mới yêu cầu làm bài tiếp nè, anh có gì mà lập biên bản từ sáng giờ mấy cái biên bản rồi đó mọi người. Trời ơi trời. Bó tay. Ôi lẹ lẹ dù đi mấy cán bộ ơi cho em đi về, 9 giờ sáng tới giờ mấy cán bộ ơi. Giờ cẩu xe cẩu đi. Má 10 con gà hành tới giờ 9 giờ sáng tới giờ rồi đó chú. Mà kêu lập biên bản ví dụ giữ gà giữ xe gì đi đó, để cho mình đi về mình nghỉ ngơi. Mình chấp nhận mình đóng phạt sai đâu mình chịu đó, không chịu. Anh Vân soạn đơn cho mày em ngang. Đó sáng giờ có chống đối gì không? Sai đâu chịu đó, anh yêu cầu gì tôi làm vậy, tôi có chống đối gì đâu. Yêu cầu lập biên bản cho đi về cũng không chịu nữa. Đó giấy tờ giữ hết trơn rồi không cho biên bản gì về hết trơn á. Rồi bắt mở cửa xe ra coi. Mở cửa xe coi xong rồi cái bắt đầu bắt đóng cửa lại bắt mở tiếp. Đó, từ 9 giờ tới giờ vậy không á. Rồi giờ kêu công an phường không cho mình về, nói mình chống đối. Rồi anh cảnh sát kia chạy đâu mất tiêu luôn rồi. À, giờ thêm cái biên bản hồi nãy giờ là biên bản nào em cũng quay lại hết rồi, anh cung cấp đầy đủ cho em nha.
những gì anh làm việc, những gì anh có ký, có ý kiến vô là tôi sẽ xong vụ việc, tôi sẽ gửi cho anh một bộ hết. Rồi. Không có nào mà làm sao nhanh nhanh chỉ có anh đi. Không thực hiện đúng quy trình. Quy trình cái gì mà quy trình? Đúng theo quy trình của anh gì 5-6 tiếng đồng hồ, quy trình gì nói quy trình.